Rồi, phải nói đầu tiên kính chào tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay mình cũng được một số quà của anh Mạnh Thường Quân đến gửi. Hôm nay mình ghé thăm cô Tư. Cô Tư và Chiếu ở Định An đây thì cô Tư rất là khổ. Thì hôm nay mình có món quà là chục ký gạo với một thùng mì để mình ghé để cho cô Tư. Thì xin mời cô chú anh chị mình cùng vô nhà cô Tư. Dạ, con chào cô Tư. À. Này cô Tư vô, vô nhà mình đi cô Tư. Đau quá à. Dạ. Con quên tôi. Đây con có phần quà của anh Mạnh Quân gửi cho cô Tư. Để đây đây, đây. Ướng không cô Tư? Bữa nay cô Tư có đi lượm ve chai không? Dạ. Định thêm nó có mình ta cháu ăn nha. Dạ. Dạ cô Tư ngồi ngồi giống đi. Một cô đứng được Cô đó cô rồi. Đứng được rồi. Tư. Thì cô cháu mình ngồi chứ. Dạ. Dạ thì hôm dài thì con cũng có đi phát quà nữa rồi hôm nay chẳng việc ghé thăm cô Tư luôn thì có chục ký gạo với thùng mì để gửi cho cô Tư dùng. Hôm dài mưa gió thì cô Tư có dịch chiếu được không? Dẹp mà mấy ngày nó không có ăn vô con đầu rồi cô làm thứ mẹ tuần nào nó ăn thành mình đưa Dạ, dạ anh để đó hả cô Tư. à, tại vì mới nó không có lấy Dạ. để thằng dưới lát cho cô được hai con làm đến cô cấm nghỉ rồi nó cho hai con lát 200 kg Dạ. Cô Tư tính nghỉ và chiếu mà ta cho cái mấy con lát này ha. cho hai con Dạ. Hai con đó khoảng nhiêu tiền cô Tư? con nó cây chữ mấy đó con Chịu mấy đó hả? Rồi, bởi vì mình chán mình làm để mình bán ha, kiếm tiền. mình làm người ta mới cho chứ mình nói ông ăn đi chơi ai mà cho mình Dạ đúng rồi. ừ. Okay. Cô Tư bữa nay đi lượm ve chai về rồi đó hả? À, cô đi rồi sáng sớm tại trời mưa cô đi sớm Dạ. giấc này cô về Dạ. Thưa quý vị thì cô Tư có mình nên mà sống thì cô không có gia đình. Sống đơn chiếc mình nên thì cô Tư cũng lớn tuổi rồi. Năm nay 80 hả cô Tư? 30 rồi con Dạ. còn 944 là 80 Tư trong ngày dịch chiếu thì sáng bữa nào cũng đi lượm ve chai. Ở chợ Định Yên lượm đi về cô Tư đi bộ con không có đi xe gì hết trơn đi đi bộ con cô thì số tiền nữa đi xe con Tư. nó trển thiếu này 20 ngàn lận chừng mười mấy ngàn đó mình lại bỏ đi lấy sức lao động mình cần chứ đi xe không đủ tiền Dạ. còn nhiều khi uống nước đó, người ta cho mình mà cô ngại cũng có lợi lấy cũng như ăn là cho không có bán mà Dạ. cô ít có ghé lắm Thì hôm nay con với dắt chúng cũng đến đây để chia sẻ hoàn cảnh của cô Tư lên. nè Dạ. Hôm nay thì cũng có anh Mạnh Quân đến gửi cho mình hiểu gạo đó cô Tư. Tư cảm ơn. Dạ, cảm ơn cậu cho gạo, cảm ơn nhiều. Dạ. Hôm nay cũng tới nhà của cô Tư đó dắt chúng có muốn hỏi cô Tư điều gì không? Dạ, thì dạ thưa cô Tư, thì chỗ này chỗ nào ạ cô Tư? Chỗ Đây, cô ở nè. Định Yên con. Định Yên mà thuộc về ấp nào? Bằng Bình. Ấp Bình, xã Định Yên, Dạ. huyện Lấp Vò, tỉnh Dạ. Đồng Tháp. Thì cô Tư nghe nói là cũng Tư đã gặp được thầy hết cô Tư. Dạ. Như thế nào cô Tư có thể chia sẻ cho bà con để hiểu không cô Tư? Tại vì hồi phong trào 45 là cái thời đang đang chống dịch tả đó Dạ. rồi thầy mới ghé nhà cô mới xin bữa cơm Cô ghé nhà cô luôn hả? ghé nhà cô thấy rõ ràng luôn ừ. Cô mới được mạnh khỏe tới giờ cái tuổi này là dĩu gã rồi đi hết nổi rồi tại vì cô có thờ cái chân nhung cô nhịn cô biết Thì theo cô Tư như vậy á, là cuộc sống cô Tư cũng như là mình đi rụng rau chai nha. dạ À, là một ngày cô Tư cũng nhập cỡ bao nhiêu? trời có bữa 10 ngàn con dưa chai giờ nó rẻ lắm nhà người Rồi. ta cho chứ lụm không có Bữa trong 10 ngàn. trong phố người ta Dạ. cho mình Thì chút nữa con cho cô Tư 50 là cô Tư nghỉ ở nhà 5 bữa. Bảo sắp vô đó cô Tư. Được không cô Tư? tùy con Dạ. chứ cô có quyền đòi hỏi Dạ. Thì theo cô Tư như vậy á, là cũng như tôi thấy cô Tư thờ hình mẹ Quan Âm nữa kìa. Rồi cái này. đó là cô người ta bỏ trên chùa bỏ ngoài đường cô phải thỉnh về Về thờ ha. ừ, cô thấy đau lòng lắm mà thật có bể lớn mà bỏ ngoài đường lộ Cô đau lòng đó cô. Dạ. thật Thấy cô nhiên là lúc đó là mình gặp thầy là đứng ngay chân cái chỗ này luôn.
vô tới nhà Nếu mà luôn, cô về có tới nói nhà cô gì không cô Tư? hỏi xin bữa cơm, rồi cái tôi nói dạ có, trở ra là ông đi đâm cô quay đời là ông gà lại tới đằng đó, cô không có nói được gì chứ. Rồi nào giờ tôi có gặp hay gặp lần đầu tiên một lần một Gặp lần tiên tới giờ không gặp nữa con. gặp nữa ha. Dạ Rồi cô mạnh khỏe tới giờ luôn. mạnh khỏe tới giờ luôn, khỏi uống Có nằm thuốc, mơ cái gì cô? thấy rõ ràng chứ Có không có hay nằm gặp mơ, mà. không có nằm mơ. Thì dạ thưa cô Tư, cũng như là cái cuộc sống con người mình thì ai cũng chạy qua cái bệnh đau ốm, mà từ ngày mà cô Tư gặp thầy như vậy là cô Tư không bệnh như vậy, cái đó là thầy chứng nhận cho mình Cô không có uống miếng thuốc, cô nói thật dạ. cái bảo hiểm là cô lãnh chưa được một lần thôi, 80 mấy tuổi rồi cô Tư? 80 rồi. 80 rồi ha, Dạ quá quý bà con này. còn ở trên này là lãnh thuốc cô đâu có lãnh, lãnh về không uống cô đâu có đi, mấy Dạ lần rồi xuống cho thiếu mà cô không có đi, để người khác uống thì mình không bệnh đấy, giờ làm gì. cũng như cái cuộc sống của Tư bây giờ cũng như là mình đụng vô chai thì mình bán có nhiêu mình xài Làm bao nhiêu. cái nghề lương thiện đi nó dễ bề hơn, tiền nhiều nó cũng mệt mỏi con người lắm. Thì bà con cô bác cộng đồng mạng trong nước và nước các anh em mình hưởng ứng thì thấy trong lòng của Tư này cũng như đó là Tư nói là lúc trước của Tư gặp thầy lại lại ngay nhà xin một bữa cơm, rồi sau đó đó là cô Tư có đem cơm cho thầy ăn không cô ơi? Mới vừa vô dọn là thầy bước ra đi rồi, dầm ra là thầy đi tút tắn, đi thiệt là nhanh. Cái đó là cũng như là thử cái tâm của mình ha. Dạ Cô gặp thầy tóc dài hay tóc cụm cô? tóc ngang đây nè cậu, hồi đó thầy còn trẻ. Là trong cái hình này À, giống tôi có không? hình Chỗ giống nào cô Tư phải giống vô chỉ được không cô? được. Trời quý quá bà con ơi. Rồi. À, cái hình ngắn bệnh Mời con. cô vô vô vô. À Bắt mệt mệt chỉ lên đi. Bắt cứ rồi. Quý quá bà con ơi. bên này nè, Rồi rồi rồi. tôi thấy rõ ràng chứ, Hình nào cô bên Tư? đó đó con. Cô đứng đây cái đó đi, đứng À cho đó tôi chỉ. Tới 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 cõi. bên đây nè, Hình nào? y gan vậy đó, Gan vậy luôn hả cô y Tư? gan vậy, bận bộ đồ đen. Bạn đồ đen mà Ừ. y gan vậy luôn ha. Dạ cô biết Mà rồi, bước vô cô biết rồi. thì cái này là cô Tư ở ở mẹ Quan Âm này, cô Tư nghĩa người ta bỏ ngoài đường Chùa ở chùa ha. chùa bỏ theo để đường, rồi cô thỉnh hai cái hình này đem về. Quá quý bà con ơi, quá đẹp không. Cái này là mẹ Quan Âm nhưng mà không phải kêu mẹ gì mà quên cái tên này. Cái tượng mẹ Quan Âm này á là những các chị mà người ta là thờ, là người ta có làm thầy làm gì người ta mới thờ Không, ở chùa, ở ở này chùa ha. Mà ở sao mẹ Quan chùa, Âm này cái ở chùa mặt ở nó con. rất là buồn nè Ừ. Ở chùa cô người Tư, ta cái ta bỏ ra ngoài thềm rồi cô mới thỉnh về. rất buồn hết cô Tư. Nào. Mẹ nhìn mặt mẹ buồn. Mình tuổi thân mà có tay lớn mà không có chỗ ở, Rồi cô khổ. Tư đứng đây 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 con. Cũng như là cô thỉnh gì đây ha. Dạ. À, cô thấy gương mặt mẹ rất là buồn á, Ừ. cô thấy không, Đây. cũng như là buồn cho chúng sanh không tin tưởng Phật pháp hay cô Tư. Cái gì vậy mình đừng có quăng bỏ vậy, dầu tốt hay xấu gì mình cũng phải trọn vẹn. Như cô Tư thấy cái thời kỳ này mưa bão thất thường, thấy bây giờ bà con người ta quá trời bệnh hoạn rồi, cô Tư thấy nghĩ như thế nào cô Tư? Thì cũng mong ước cho người ta khỏe mạnh như mình. Là lúc mà cô Tư gặp thầy về à, là ông đi đứng ở trước cửa nhà cô Tư như vậy, là cô Tư là xin bữa cơm ăn, cô Tư sắp sửa vô dọn mà thầy ở ra đi, mà cái gương mặt giống như À, gan trên hình giống không, như gan bên đó. giống như gan trên hình luôn không Tư? À, cô thấy rõ ràng mà cô đâu có nằm trên bao đâu. Đúng rồi, quá quý mà con ơi. Là từ ngày đó tới bây giờ là cô Tư không bệnh luôn. Không, không có bệnh thiệt. Làm bác sĩ khám bệnh mình sợ, bác sĩ nói bộ thận cô tốt không có trời. Chứ như cô bệnh này ai lo, nó khổ lắm. Khỏe vậy cô mừng lắm. Cô thấy cô lên chỉ nè, chỉ này người ta cho cô á, cô Ừ. về cô lựa ra hay sao cô Cô gỡ từ sơn cô rồi bước mình vô, dịch chiếu như vậy là làm nên sao cô dịch nổi, cái này là của người ta gửi, cô có hai con thôi, có hai con lát ngoài bộ, người ta cho cô ha. cho con hai con ngoài, cô tính nghỉ Vậy là rồi, giỏi ha, cái này của người ta ta cho mấy gửi, con mà người nhà ta này cũng của cô luôn. nhà này của bà sư cô cắt cho anh, cái bài của cô Trời vậy. đất như này dán nhện nào cũng À. gì quá trời đóng luôn. Lâu quá à, cô không có quét, để tới quét luôn. Con đi làm mà cũng như mình đi miệng nói không, con đi lượm rau chai rồi ha. Tại nghề của cô hồi đó giờ vậy đó, đi hoài vậy đó.
cô tôi đang dẫn là tụi con ra ngoài sao giật chiếu ấy rồi à. Cô tôi cứ đi đi bình thường năm sau con hãy gặp Phật được chào bà con cô bác càng xa cứ đến thì cô tôi này nhé cũng có duyên gặp được thầy cũng như vậy cũng như là ghé đây như là xin một bữa cơm nhưng mà cô tư này á thì nói chung vừa dọn cơm thì thầy đó đi cô tư nó chỉ lên chứ thầy nó cầu mong mình sống để ngày sau mình gặp được Phật được trời chứ mình không có muốn cái gì hết không muốn gì hết mà giờ ý nguyện mình được rồi mình phải cố gắng thì coi cô tư mình đi già lại sao cô tư dạ sao thì cô tư rồi chào cái đón dịch thiếu của cô tư nước ngập chơi cô tư không phải con ơi trời mưa mưa nó rớt xuống ừ cô mong ước sao ha có số tiền cô lập cái nhà là đàng hoàng cô làm cho nó đừng có giọt mưa cô đi vô đó đi cô thôi ơi cái bị giọt mưa đâu hả cô tư không có giọt mà điều nó không có rồi cô dệt gì mình nên mình dệt luôn hả mình nên dệt chùi luôn cái cây công chùi gì mà độc dữ rồi cô tư kể hết trơn rồi không có gì làm cô chặt cái tre cô làm bây giờ người ta không có bán nữa là người ta không bán công chùi mình chặt cây tre mình làm ha dạ rồi bây giờ cô tư là một tay dệt một tay chùi luôn rồi xong mình dệt chùi xong mình dệt con không biết không tiền công chưa được 10.000 mà người ta ăn 15 10 sao mướn được con phải làm nè rồi quá thì bà con cô bác thấy mình nên dệt mình nên chuộng luôn một ngày với mình dệt được chứ một chiếc một phải con chiếc một tháng được nhiêu tiền của hai người thì người ta được 4 chiếc còn mình nên mình có một chiếc có 45 phải coi 45.000 mà tiền lát hết bao nhiêu rồi tiền công có 10.000 à ờ tính rồi tiền công còn là 10.000 mà con thấy sao mà chỉ mà nấu dữ cô tư sao cô tư dệt nổi trời ơi nó không có gượng nó qua hết trơn à cô có dệt ban đêm không cô tư à, nhiều khi cô thức giấc thì cô cũng dệt còn ngủ thì thôi mũi sao chứ sao cô chịu nổi quen rồi cô ở ngoài cầu cũng mũi cắn hoài vậy nó quen đâu đâu à. Bây giờ cô dệt cho con coi thử coi cô tư cô dệt sao mà cô chùi sao mà con chưa thấy được mà cô dệt như cứ quay đầu cảnh như vậy mà chờ đợi cô bác làm sao để cô tư một mình vừa dệt mà vừa chùi luôn cái này là mấy khủng khiếp này con cái con chùi này nó còn cái không có được con chùi ngày xưa bây giờ nó không có bán nữa đó quá hay cô tư của tôi rồi vậy đó ha ừ hoài chừng nào tới mình nẻ mực là xong đó, một vừa cái này mình thay thế cái tay cái giò để ra được cô tư được 3 cái tay công quá khó giờ không cô tư quen rồi con mình để cái chiều mình mất chùm mới được dạ, giờ ta chiều bán. Không có bán không chùi giật máy mà còn người ta nghỉ hết trơn rồi mất thời gian cô tư chừng nào nhiều cái mình vô mình dập cái ha cô tư tại vì dưới này khó ngồi con lên tỉnh dập tự nhiên này nó kẹt đó gì ha con cháu thấy ha con nó chập luôn rồi gì được cái nhà dập chiếu là cô sống khỏe rồi còn cô tư có mơ ước gì không cô tư bước mình có một cái nhà mà để mình che nắng che mưa dịch chiếu giờ cô mơ ước có cái nhà dịch chiếu được rồi như này là cô không có này không có hiện tại tạm thời giờ mình làm được xong là nữa mình làm sống được rồi khỏi cần đi ra ngoài đời đang xin người ta khỏi xin ai cho cô tự nhiên cô vợ cô lấy cái công mình làm ra mình kiếm cái phước ha con biết không xin người ta cho không nói gì người ta không cho mình cảm thấy mắc cỡ cô có tự ái đó cô không có thích vậy chẳng hạn tự mình làm sống hả cô tư ừ chỉ cần mà có che mưa che nắng là cô sống được rồi ha cô nằm ngoài trời đất quen rồi coi 80 tuổi mà còn ngoài qua thật khổ thế này quá anh chị bà con cũng biết rằng á thường thường cái ông bà nói câu là hai giò hai tay mà cô tư này á là hai tay thêm một cái tay nữa là 3 tay lấy cái giò làm cái gì nó vậy không
bẻ vậy đó, hai tay chùi bắt đầu hai cọng bắt đầu của tôi mới gặp luôn đó. Cái này nó kẹt chứ, giặt không được lên, nó chẳng giặt nó không. Vậy đó. Ồ, dữ quá cô Tư ơi. Nhà cửa cô Tư nào quý vị. Mà cũng như chắc có nước mơ đó. Đồ lạc thì nó tinh tầm lên. Cái đó rồi thì chụm lễ đó con ơi, để con nhiễm màu á. À, quay lên một cái là chỗ nó nhà lên, nó không còn mưa. Mưa lớn là cứ như là, cũng như là nó có chặt luôn á. Cô làm mình nên cô, nhà này đâu có ai trèo lên được, tự cô làm ơn mà. Tự cô làm luôn, cô làm cô sữa cô làm luôn. Thì đủ ăn chứ đâu có nhiều con, làm ngày này tiền đâu nhiều. Có tiền nhiều cô đâu cực khổ vậy. Nói thí dụ đi ra người ta cho mình vài chục ngàn thì đủ sống bữa đó. Thì chào cô Tư, thì cho giá kiến hỏi cô Tư. Dạ. Thì cái nhà này muốn sửa lại cỡ bao nhiêu tiền cô Tư? Cô không biết được, tại vì người ta cắt thì người ta biết chứ mình không có biết được. Mình sửa lại cho nó che nắng khi mưa được thôi ha. Ừ. Chứ mình đâu có phải ở đây thường phải cỡ là tốt đẹp. Con thấy là mình che nắng khi mưa lại là cỡ 5 triệu là được rồi. Phải 5 triệu á. Cô được chị, cô nhà của mình, cô khỏi có đi lụm bọc vậy chứ mất công á. Thì có thể là bà con ta nghe được cái clip này á, người ta ủng hộ cho cô chở 5 triệu là cô sửa được rồi. 5 triệu là mình mua mình để rồi đó. Mấy miếng thiết nhiêu? Rồi cây phải mua lại, mua cây đóng đá. Tiền chế. Trồng xuống nặng cho nó tức. Tiền chế cho con, tiền chế cho con, miễn bà con ta gửi rồi con xin tiền chế cho con là ta lại ta cắt cho mình tiền chừng... cắt được cái nhà cô chắc có khỏe lắm. Thì con cũng gắng cố gắng, thì cô có cái yêu cầu gì không theo cô mà thôi nhiều thôi chứ cô không yêu cầu nữa. Sao cô cứ nói đi mình còn tiền bạc, ví dụ cô còn khỏe mạnh ngày nào thì cô sống ngày nấy, ủng hộ cho cô có được cái chỗ để cô dịch chiếu để cô sống ha. À, chị cô mừng rồi đó. Dạ. Chứ mình lấy nhiều cũng không ăn được bao nhiêu, mình lớn tuổi rồi, giờ sống 5 năm nữa là dữ lắm rồi, đâu có tới 1.500 năm đâu. Cái nền chỗ cô Tư nó đâu có bằng thẳng gì đây. Không có bằng thẳng gì hết. Thì con thấy là dung dứt chừng cỡ bài ngang 4 thước và dài cỡ 8 thước. Con thấy là như là dung dứt cái này cũng 8 thước, không có nhiều đâu. Con biết không, cái này làm tạm thời chứ đâu có đổ được đâu, làm tạm thời á. Mình không có... hai miếng thiết đó, bữa hôm giật mưa rồi có cô đi làm bọc á, cô bán rồi cô mua, bà đó cho miếng đây tiền một miếng mậu hả, nằm tem đó, hai miếng mới rồi. Ừ, hai miếng mới đó con, bữa hôm bà đó bà dập phụ rồi cô mới che ra cái nữa chứ cô dập mình ăn cũng chết hả. À, cũng như là mình yêu cầu là cô có cái chỗ mà để dịch chiếu là che nắng che mưa. Ừ. Thì cô tự cô làm cô sống. Tại vì mình lớn tuổi rồi mình cũng đâu có ăn nhiều hết cô Tư. À, mà mốt cũng phất núi rồi đâu còn hoài. Mà để lo mai sau. Lo hiện tại giờ đi. Dạ, con có thấy như mình trên bao mình gặp được cũng quyền ông bà mình về sẽ chuyển cho mình không cô? Ông bà thì lúc nào cũng phù hộ cô hết á. Hồi sao cô có thể kể được không? Thì ông bà giờ chắc đi rồi thay hết rồi, ít có gặp. Chưa đâu cô ơi. Hả? Chưa đâu. Út nó thờ bánh á. Chứ không phải mình cô thờ. Có gặp thì bên nhà Úc á. Bây giờ con bà theo cô đó, độ cô đó, độ cô mấy anh em mấy lại đây quay cô nè, đưa lên nè, miễn bà con nước ngoài mạnh quân nào thấy cô á, hỗ trợ cho cô để cô lợp cái này thì chắc chúng nghĩ cỡ 5 triệu cho lại thôi đó, mình mua 4 cây cột đó, mình mua sắt sắt mỏng thôi, mình lợp là có thể xài 5-10 năm đó, con thấy là vuông nhất cái này là cỡ 5 triệu là hoàn thành. Thì vừa đủ vô đây không? Ờ, miễn mà 5 triệu thì hoàn thành vừa đủ vô luôn đó. Con nghĩ là như vậy. Cho cô cao ca lên chút á. Cái nền thì chưa tính nha. Miễn mà cái nền nữa thì nó sẽ thêm. Mình chỉ lập cái nhà cho cô che nắng che mưa rồi cô dịch chiếu thôi. Cái nền thì không có được bằng thẳng cái đâu. Mưa này nước ngập không cô? Không con. Không ha. Nó dầu vậy thôi. Di động đây tạnh mưa rồi. Tạnh mưa nó hết trơn hả? Dạ. Vô không có ghế rồi. Đi cô Tư ơi, con thấy là giống như là cái hoàn cảnh cô thì rất là đáng thương đó cô Tư. Con cũng rất là cảm động, không biết nói sao. Con thấy để con ra dòng dòng cho bà con thấy nào quý vị. Cái nhà Tư Tư nào quý vị. Cô cũng cảm ơn mấy con. Ở dung dứt tiền cỡ, độ tiền cỡ 5 triệu. Cho cô là che nắng che mưa để vừa cái không khí của cô vợ. Cô Tư có máy đi mình nghe giảng chưa cô Tư? Có rồi con. Có. Có. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị. Chào các bạn. Từ đây này.
thì con tặng cho cô, cho cô 50.000 để cho cô mua mua nước uống nha, cái này là tiền của con. Thôi anh, con đem theo sẽ đi. Thôi được rồi, không được rồi, con sẽ tặng cho cô, cái này tặng riêng cho cô, tại vì cái tình thân mến thương thì cô cũng là đáng tuổi cha mẹ của con, nhưng mà bây giờ mẹ con cũng đã mất rồi, thì coi cô cũng như là người thân đi. Bây giờ kiếm 70 tuổi 60 tuổi không ra, nó thiệt con nó thiệt. Ba ai thấy cô đi nó mừng lắm, khỏe mạnh cô mừng. Tôi nói mình mà tôi không khỏe mạnh là ai lo cho tôi, mệt lắm. Mỗi lần cô đi chợ là cô đi lộ bộ không hả cô? Nhỏ lắm cô lộ bộ, tới đâu cũng lộ bộ, tới Vĩnh Thạnh cô về đây cũng nhận lộ bộ. Nói con tin không? Tin chứ. Vĩnh Thạnh về đây cô cũng lộ bộ như thường. Lần lộ bộ đi tới chợ mua là bao nhiêu cây số cô Tư? Đang đến là gần coi, 3-4 cây số tới rồi. Anh chợ nó gần. Rất đau lòng với chú anh chị. Cô Tư bỏ ra mà cô Tư đi tưởng gì chai gì đó người ta cho, là cô Tư tỏ cho nào giờ mình thấy là rất là một cảm động. 80 cây số của 80 tuổi mình phải gánh nặng ha. Bữa nào người ta cho nhiều quá mình trở lại hay cho cô? Cô đem bán đón xe con, bán rồi mình đi về, khỏi có dắt về, chỉ chuyến đi thôi à. Lần đầu tiên đó con gặp cô thấy cô tỏi một cái bao chai ha, dán gửi cho cô 50.000 uống phê. Thôi cảm ơn con nha, cảm ơn con nhiều. Thì mấy con đi cô đâu có biết, mấy con biết cô chứ nhìn theo cô biết được. Bữa nào cô dệt thẳng thét là một nguyên ngày luôn là mình thu nhập. Chiếc rử là được có 15.000. 15.000 à? Đồng. Rồi, có mấy con đến cũng chia sẻ đôi ba lời. Giờ cô cầu ước bao nhiêu á, được cái nhà dịch chiếu của mình rồi, chứ cô không cần gì hết. Cô nói là cô chỉ ước là có cái mái nhà để dịch chiếu thôi. Ừ. Giờ mưa gió rách nát rồi, chè dấp giá làm lum trơn. À, thì đến đây thì tụi con cũng chúc cho cô được nhiều sức khỏe nha cô Tư. Cô thì sức khỏe rồi, chừng nào có mất thì cũng ngọt thôi, chứ cho mình cô biết. 80 tuổi rồi mà năm nay chưa có bệnh gì chân. Bác sĩ thì cũng có giấy bảo hiểm luôn hả cô? Có bảo hiểm luôn. Đâu có đi khám bệnh gì nè. Cô đâu có bệnh để khám, thuốc cô còn không lãnh. Chắc là quý. Không lãnh. Nó rủ gì chứ, rủ cô uống thuốc còn không mấy. Có cái gốc cây gì lớn dữ hả cô? Cây chanh đó con. Cây chanh đó có dịch thuốc lắm ạ. Cái mình trị bệnh gì con, cái chanh này nè? Chìm nhất cái nước, cái trái chín đó, con ngâm nước á. Rồi mấy người bị nhức, hồi đó bây giờ cô bị rát này nè, cô đi đâu được đâu, chích thuốc cũng không hết luôn. Rồi cô ngâm nước đó, cô vuốt thì nó đỡ đi được. Trái của nó hả? Trái, tại vì chiếc kia người ta mình cỏ bỏ mà đựng cây nữa, xỏ trong chiếc dép rồi. Mà uống thuốc là không hết. Có 4 phút rồi, nãy giọng không quay đâu. Bị bỏ gọi liên tục, tắt không có gọi nữa, tắt không chịu. Tôi quay có đụng gì đâu, tôi thấy tôi nghe điện thoại không. Thì mấy con cũng đến thăm cô Tư rồi hỏi thăm đôi lời, thì cô Tư có cái lời nào để mà chúc cho cô bác lần sau nè? Dạ có. Giờ tôi cũng hoàn cảnh khổ mà mấy cô bác ở xa cũng dòm ngó tới tôi cũng thành thật cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cô Tư và chúc cô Tư dồi dào sức khỏe, dồi thân tâm an lạc và tiến tu đến ngày thành công viên mãn nha cô Tư. Cô thì bảo đảm là tới già cô không tội lỗi gì hết, cái chuyện gì cô không làm được hết, cái gì nhân thiện cô làm, biết cô không khi nào cô làm, tội lỗi là cô không có rồi. Cô Tư 80 tuổi mà vẫn mạnh cười cội lội bộ mà không uống thuốc men phải không Tư? Cô gặp thuốc cô sợ lắm. À nói cho thuốc là cô không có chịu rồi. Cô thường thường tối ngủ có bị nhức mỏi gì không cô Tư? Ít lắm con.
Khi nào mà nhiều á thì nó mỏi mê uống làm thuốc ở trên chợ hết, chứ không có đau liệt nhiệt như người ta. Hàng ngày cô có công phu cúng lại không Tư? Có chứ, chiều cô nghỉ sớm mà cô cúng á, nhân cô để cái bó nó còn thấy là mùa bó bự không á. Sỉnh theo lời thầy là mỗi ngày là hai thời cúng lại công phu. Thì cô thích hồi nhỏ lắm, cô thích vậy đó, cứ thanh tịnh nè, cúng lại ông bà cụ quyền rồi chào Phật đất nước mày được phù hộ mạnh giỏi bình yên cả dân tộc của Việt Nam của mình hết, chứ không phải cầu riêng cô. Con cũng cảm ơn cô rất nhiều nha. Con Mấy cũng có con nghĩ tới cô bà rồi Mai Mạnh rồi. Thường Quân tại chợ hôm nay thì gặp hoàn cảnh của ông cũng khó khăn, bà cũng bệnh mà ông cũng bệnh, thì hai ông bà không có con, chỉ nương tựa vào nhau rồi bán vé số để sống hàng ngày, hay là nhà trọ để mà ông mướn để ở. Con chào ông Chính. Dạ cảm ơn chú. Dạ bữa nay ông khỏe không? Dạ đợi chú. Dạ bữa nay có bán số không? Dạ bữa nào cũng bán cho chú ơi, không Dạ bán đâu có tiền ăn cho chú. rồi ông bán một ngày nhiêu tờ? Có xem giữ vé hả? Trăm giữ vé hả? Dạ Rồi bà, hai vợ chồng bán cho chú. hai chồng bán 150, Dạ chia ra bán ha. dạ Dạ rồi thường thường ông bán mấy giờ mới hết? nhầm bữa chú ơi, có bữa ấy bữa lát cái chú. Dạ thì ông thường thường là chắc ông bán ở quán cà phê đó không, có đi dạ đâu không? dạ không đi không nổi chú ơi, Dạ đi chút xíu rồi dò gắn ở luôn của chơi rồi. dạ ông chỉ ông lái xe tới đó là ông để xe đó ông ngồi ông bán luôn, bán tiền nào hết thôi đi về chứ không có đi đâu nữa. Không đi nổi. Dạ thì lúc trước cũng con cũng cũng có lên Ngồi đây. xuống ngồi xuống dạ dạ ngồi đi. dạ được rồi. Dạ con cũng có đến giúp đỡ ông cũng Dạ có hai lần hay gì. cô nào nhắc lại đó. Dạ rồi hôm nay cũng có anh Mạnh Quân ảnh tài trợ cho con quà Dạ gạo với mì, một thùng mì và 10 kg gạo đấy, để trao cho ông bà để ăn đỡ trong những tháng mưa này. Dạ cũng mới cái lắc cây cúng chứ. dạ buồn ông quá bự rồi. Ông bị suy thận giai đoạn cuối phải không ông? Dạ xin thẳng Dạ mãn đời cuối rồi. tay ông bị vô phù hết trơn, chạy một tuần vậy mấy lần không? Dạ 3 lần. 3 lần, 3 năm 7 hả? Dạ Dạ vì mình có bảo hiểm ha, cũng bảo có hiểm bảo của hiểm. nhà nước dạ tài trợ chú. dạ vậy Chứ là mình đâu có mua nhà nước bảo hiểm, nhà nước cấp mình luôn. chơi mua không nổi đâu chú. Dạ bởi vì Cứ chạy rồi tới triệu mấy rồi tới hoài. dạ Rồi thuốc men nữa. vậy là một tháng vậy là mình đóng bao nhiêu tiền không? 600.000 chú. 1 tháng 600-700 ngàn đóng tiền viện phí này kia đó, viện thuốc. Rồi ông như vậy đó, rồi ông có ăn uống cử gì không hay là sao? Cái này khỏe ăn không cử gì chứ chú ơi. Dạ Ăn trí tệ mà càng á. thì con cũng vừa qua con cũng chia sẻ cái hoàn cảnh của ông, thì hôm nay ông có thể nói cái hoàn cảnh của mình sao đó, ông có con gì không? Dạ không có đứa nào hết trơn chú ơi. Dạ À, có hai vợ chồng mà hai vợ chồng bệnh hết trơn, dạ giờ bà cũng yếu xìu rồi chú ơi. dạ bà cũng bị khớp hay sao, Dạ khớp rồi tiểu đường thôi tiểu cũng đường? bệnh thì. Dạ ông bà cũng lớn tuổi, Dạ ông bảy bảy mươi chưa? Dạ 60 rồi chú. 60 hả? Dạ bà với 63. Ông mang căn bệnh này là bao bao nhiêu lâu rồi, mấy năm rồi? Cũng gần 7 năm rồi chú. 7 năm là từ lúc phát hiện ra ha. Dạ Rồi lúc phát hiện ra là mình chạy thẳng luôn. Dạ. Mới đầu cũng ngại không có chạy, rồi mấy ổng sống á kêu thôi chạy đi đừng có chạy tập văn, tập văn nó mệt dữ lắm, rồi mới qua chạy thẳng này này Dạ tập văn mà nó là mờ cái đó nhiễm trùng với chú, Dạ nhiễm trùng trùng mới tốn tiền hơn nữa. Thôi chị ra đại lọc máu rồi. Dạ Vậy là bà đi bán chưa về hay không? Đâu Thì có số rồi chú. ông trả bà được không? Hay là mà nay Dạ đi đi. bữa nay nó đi ba có xe đạp. Dạ ông trả không được ha, Dạ yếu.
hai tay dây hai giò yếu sổi cho ông dính sổi nữa. Dạ, chỉ ông leo lên xe được chứ ông chở người khác thì không được. Dạ, lên xe cái đề cái rồi cái chạy à. Dạ. Xe cũng quầy quầy nhậu, xe cũng ngư dân này chú ơi. Dạ, ở đây là mình ở nhà trọ ha, thấy không? Dạ, nhà trọ của cô đó vẫn. Dạ, ở đây nhà trọ nha cô chú anh chị. Cô đó tôi muốn đó. Dạ. Vậy là mướn một tháng nhiêu ông Chính? Dạ, coi như là cô cho góp hàng ngày đó chú. Quán ngày nào đi cô ngày nấy. Dạ, một ngày mình trả bao nhiêu? Dạ, trả 40.000 một dạ, ngày. 40. Dạ, điện nước luôn chú. Điện nước luôn ha, bao hết tất cả 40.000 ngày. Ôi, thấy hoàn cảnh của ông bà khổ quá. Thuốc của ông kìa. Dạ, thuốc uống dạ. Mới lạnh đó chú. Vậy là bữa nay là thứ bảy, bữa nay là sáng rồi ông chạy về đó hả? Dạ. À, hôm nay thì cũng trở lại đây để có món quà để cho ông, thì mình cũng chia sẻ cái hoàn cảnh của ông lên. Dạ. Thì ông bà sống là như là không có con. Dạ. Rồi cũng bây giờ bệnh nữa, hai ông bà nương tựa vào nhau để đi bán vé số. Bà bị tiểu đường và bị khớp. Mà lúc trước mình có ghé, bây giờ mình ghé lại rồi bà cũng quên mình. Dạ, cũng bệnh hoạn rồi, không có nhớ. Mình nhớ, cũng thông cảm cho bà. Vậy con lẽ con lấy gạo dạ, cho ông 10 kg gạo và một phần mì của chú. Nên mình ghé lại đây để mình trao cho ông Chính. Đây có mình nè chú ơi. Đây là một chục ký gạo và một phần mì. Dạ, chị cảm ơn. Dạ. Để con đem vô trong luôn. Để con đem vô trong luôn để ông. Chốt này hả? Không không đem vô trong sao không? Dạ, một chục ký gạo chính là với một phần mì. Dạ. Thì hôm nay con cũng thay mặt anh Mạnh Thường Quân dạ. Gửi cho ông chút quà là một chục ký gạo và một thùng mì nha. Dạ. Chúc ông ăn ngon miệng. Dạ. Dạ, ông cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm dạ. Ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú. Dạ. Thì Chính. Dạ. Cảm ơn anh đã tài trợ cho em để đi giúp đỡ cho bà con gặp khó khăn. Ông Chính ông cũng bị bệnh như là thận giai đoạn cuối rồi, bây giờ ông không có làm gì nặng được, chỉ đi bán vé số để kiếm tiền để mà vô quách như chạy thận hàng ngày vậy đó. Rồi hôm nay cũng có cái số tiền của anh tài trợ em trở lại đây để giúp đỡ cho ông. Thì thay mặt ông Chính là cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ cho ông Chính và tất cả bà con mình. Chúc anh được nhiều sức khỏe và nguyện công đức này anh làm ăn phát đài thêm nữa để anh giúp đỡ cho nhiều người hơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào ông Chính luôn ông Chính. Dạ, cô chú nào thấy mình làm việc này có ý nghĩa thì hãy cho mình một cái like, một bình luận. Và chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những đoạn clip tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.